みんな上がることは私家族思い出してます。ベトナム ベトナムビザ。ベトナム、はい、いやいやベトナムな、はい、ごめんたくさんたくさん、はい、たくさん。まあ đây là món đồ nghề của mình để chuẩn bị cho video ngày hôm nay. Rồi, chúng ta đi nào. Hôm nay thì mình đến đây rồi đấy. Mình cảm thấy là cũng không hề uổng một cái buổi ngày chủ nhật của mình đấy. Vì là hôm nay, lúc nãy mình đến đây, mình có hỏi những người nông dân ở đây đấy là mình có thể chụp ảnh và quay phim ở đây được hay không. Và họ cũng nói chuyện cũng khá là thân thiện đấy. Và khi mình nói là hôm nay mình đến đây mình chụp ảnh ở đây, mình đã rất là vui đấy. Thì họ cũng đều cười rất là lớn đấy. Họ cũng rất là hoan hỉ. Mình cảm thấy rằng con người ở nơi đâu cũng vậy đấy. Khi mà mình có cái tâm thân thiện đấy thì họ cũng đều là rất là thân thiện đối với mình đấy. Cho nên là hôm nay mình được nhân duyên quay lại những cái cảnh ở đây để mà làm kỷ niệm cho mình, làm kỷ niệm cho những ngày mà mình sống và làm việc ở Nhật Bản này. Mình sẽ lưu lại ở trên YouTube. Và mình cũng biết rằng là ở Nhật Bản này thì mỗi một năm người Nhật cũng chỉ có cây lúa có một vụ trên một năm thôi. Cho nên là mình cảm thấy đây là những hình ảnh mà mình ghi lại được ở Nhật Bản này. Mình cảm thấy là thực sự là rất là hiếm có đấy.
nhìn thấy cái đám cỏ đằng đây không? Những cái con cỏ ở đây nó rất là khôn đấy. Mình thấy là khi mà họ gặt lúa đấy, cái máy nó chạy đấy, cho nên là cái côn trùng chấu chấu cào cào nó bay ra rất là nhiều ấy. Cho nên là những con cò với lại những con quạ đen là nó cứ thường đến đây đấy, để mà nó tận dụng cái cơ hội này để nó kiếm mồi đấy các bạn ạ. Và mình thấy rằng là cái máy này ấy, nó thu hoạch còn nhanh hơn cái máy ở phía đằng kia rất là nhiều. Vì là công suất máy nó lớn hơn đấy, nên là nó gặt rất là nhanh. Và khi mình đưa camera theo để mà quay cái cảnh mà nó gặt, nó thu hoạch đấy, còn không kịp luôn các bạn ạ. Nó gặt rất là nhanh, tốc độ rất là nhanh. Mình vừa hỏi cái nhà chủ nhà mà, thì cái chị ấy, chị bảo là khi mà thu hoạch hết cái chỗ ruộng lúa mà các bạn đang xem đây đấy, thì sẽ được khoảng độ 2 tấn lúa các bạn ạ. Chỉ một ruộng thôi mà đã đạt được khoảng 2 tấn lúa rồi các bạn ạ. Cho nên lúa rất là tốt luôn. Và bắt đầu cái máy này nó sẽ đổ lúa lên ô tô các bạn này. Khi mà nhìn thấy cái lúa của họ tốt như thế này đây thì mình cũng rất là mừng, và mình cũng rất là mong những người nông dân kể cả là Nhật Bản này cũng như ở Việt Nam mình sẽ được thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa để có thể thu hoạch được những mùa bội thu như thế này các bạn ạ.